Việt Nam
đã giải phóng dân tộc, và cả dân tộc Việt Nam đang dồn xây đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bằng khát vọng hòa bình và bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết thúc. Đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã đến dự và theo dõi buổi lễ trọng thể này qua phát thanh truyền hình. Trân trọng cảm ơn.